Bài học rút ra, không phải lúc nào ý tưởng cũng thành hiện thực. Số báo danh 1, 2, 5, một xe số 8. Xe số 8 bắt đầu đi. Xe số 8 bánh xe chạm vật giới hạn. À, hôm nay mình đang có mặt tại trung tâm sát hạch lái xe ở Hóc Môn để mà chuẩn bị thi bằng A2. Đây là anh Đức Nguyễn Minh đang rất là lo lắng ngồi ôn lại lý thuyết. Sáng nay mình sẽ thi tập xe một chiều, một giờ chiều bắt đầu thi lý thuyết, đầu thì thi thực hành, không thì về chờ. À, đây là bên cái bãi thì xe hơi. Nếu mà thi A2 chót lọt xong mình sẽ được đà tiến tới thi xe hơi luôn. Quay rồi đó, anh chỉ cần chỉa thôi. Đó, cứ để. Cái này là bóp cơm bóp lại. Thi đậu rồi nha bạn. Ai thi A2 anh Phúc. Phúc đầu xăng. Nhớ phải giữ được xếp sạch nha. Ok. Cho tan cái. Chụp hình không? Mình tin vào yếu tố tâm linh. Những lúc quan trọng mà quay phim là nó sẽ fail, nên là mình không dám quay phim đâu, của mình với anh Đức luôn. Chỉ thi thôi. Quá sáng thi như cục shit vậy, bây giờ ok rồi. Đây là một chiếc Triumph mấy máy? Hai máy. Ủa phải không? Hai máy hả? Không biết, không rành về Triumph. Trời ơi, cái bộ xi của nó đã quá ha. Đã quá. Cái dàn à. Cái dàn của bộ nó là không có một cái gì luôn nè anh Đức. Không có một vết gì luôn. Sáng xe tới luôn kìa. Sáng cho luôn. Má ơi đẹp tuyệt chứ. Tranh thủ sống ảo không? À, được rồi, coi để có ước mơ. Trời không có bằng lái. Thì xong rồi, lên đồ xuống phố.
của tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy. Mọi cần hỏi dạy tao nói We are Racing Boy. Xếp hàng thẳng lối, mua mua đến rồi tao đi thôi. Đầu mái đẹp cô đã số lên đầu. Tháo máy rap hô đơn giản của tao đam mê tóc cầu. Tập của mày nói được bao nhiêu, tài này cứng thể hiện được bao nhiêu. Đêm này bảo sáng được bao nhiêu, khỏi cần hỏi cái theo tụi tao view. 2016 cứ gọi tụi tao Racing Boy. Thế giới tụi tao đang đứng và đang bay là trong bóng tối. Sài Gòn này vẫn rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là 12 giờ đêm. Mấy ông can mắc cổ với xe tụi tao cả ngàn chẳng thể nào đếm. Nếu mày có bản lĩnh thì cứ theo tụi tao nhanh. Cứ việc ở nhà đắp chăn mà ngủ khi xe mày không phanh. Điện thoại thì nóng, má mày chồng cứ nói với má là con đang đi lanh quanh. Thì kiếm đam mê với mấy thằng ganh thì kẹt tinh thần. Hiện tại chứ không như xưa tụi tao đi bảo là không có hò hét. Thằng đó là tiếng đồng cơ, Sai, Sachi và Z nó nẹt. Mio và Luvias vẫn đề ba là nhất. Mỗi khi về đêm quay A nó vẫn còn đó. Vẫn tranh tài cùng Super Dream. Gọi tụi tao Racing Boy, Việt Nam Racing Boy.